Qua Lan Quang Minh xin chào cả nhà. Hôm nay thì em có thanh lý một số cây hồ điệp hết hoa, tổng cộng là 16 cây, và giá thanh lý của 16 cây này là 500.000. Và em bán nguyên một cái combo 16 cây này rồi, em không bán lẻ nha anh chị. Mình thích thì mình chốt đơn giùm em combo 16 cây hồ điệp này là giá là 500.000. Anh chị nào ưng ý thì chốt đơn qua số Zalo 0335969899 giùm em nha. 16 cây hồ điệp hết hoa, giá là 500.000. Chốt đơn qua Zalo số điện thoại 0335969899. Hồ điệp này là nó tàn bông rồi, bây giờ em bán sưu tầm cho anh chị mình về làm giống. Cây thì còn khỏe mạnh bình thường, nó chỉ có là hết hoa thôi. Nè, cây xanh đẹp bình thường. Rồi, như cây này là màu tím chết nè. Cây này cũng vậy. Rồi có mặt bông tím này nữa nè. Rồi mặt bông tím đỏ ớt. Rồi tím sọc. Xanh cớm. Xanh cớm này do nở lâu quá cho nên là cái màu xanh cớm này nó nhạt rồi, chứ lúc mới đầu màu xanh cớm nó cũng đẹp lắm. Anh chị nào mà có yêu thích hồ điệp thì mình sẽ biết màu xanh cớm. Đó, này hồ điệp chớp nè. Rồi cái này là trắng nè. Rồi cây này là cây tím đỏ ớt. Cây này là cây màu vàng nha anh chị, màu vàng. Gió nở lâu quá để nhạt màu vàng. Rồi tím sọc đó. Đó là những mặt bông. Cái này mà anh chị mua là em sẽ cắt bỏ vòi bông luôn nha. Em cắt bỏ vòi bông luôn, gửi cái cây thôi, bỏ cái vòi, đóng cái thùng cho nó gọn. Cây mạnh khỏe bình thường, có điều là nó hết bông thôi, em không có thời gian đi trồng lại cho nên là em bán thanh lý. Cái giá này đó anh chị, nó còn rẻ hơn là mình đi mua cây con nữa. Cây con chút xíu giờ anh chị mua cũng mấy chục ngàn rồi, cái này nó bự sẵn rồi, mình về mình dỗ phân, mình chăm sóc là khoảng lối mùng 5 tháng 5 là bắt đầu mình có bông lần một để mình chơi lại đó. Đây là hàng thanh lý cho nên là các anh chị tự mình trả phí ship nha. Em bán 16 cây này giá 500.000, phí ship là anh chị tự trả. Đây. Anh chị nào ưng ý thì chốt đơn qua số Zalo 0335969899 giùm em. Nguyên một combo 500.000. 16 cây. Xin cảm ơn các anh chị đã xem clip.